Lại nhà đến trường nữa rồi. Đến trường thì mà nhiều thế. Ơ bắn nhầm vào, bắn nhầm vào lính 2 hit rồi. Teddy mid click và lính 2 hit vẫn solo thắng rồi. Trong khi đó thì Zara dính thiên đỉnh kiếm, bị hất tung. Tung chiêu cuối trước khi lên bảng. Faker đang quẩy, dính xích liên tục đến từ vị trí của lập lăng. Sân khấu bắn phát thứ tư trượt. Faker hộp hiện, sau đó thì click nhầm vào cái thông sau đó thì tôi múa tất khét thì cuối cùng thì bị cái vũ điệu đốt chết trong tiếng vừa rồi. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Văn Tùng. Và sau đây sẽ là game đấu tại rank Hàn của Faker. Game này thì Faker sẽ đi rừng với con bài Lee Sin nha anh em nhá. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có thêm sự xuất hiện đến từ một vài những cái tên rất đáng chú ý như là Teddy đi top với giáo án Venbu này, Nai đi mid với Vex. Và như vậy là Faker đã để đường giữa lại cho Nai, sau đó thì đi rừng. Bên kia chúng ta có Xiaopeng, người chơi đi rừng bên phía của Tô Esports ở mùa giải 2022. Một player cũng đã thể hiện rất tốt tại Demacia Cup. Và Tạc Giang, một player đi rừng nhưng mà phải nhường role lại dành cho Xiaopeng và số đường dưới đi xạ thủ. Và để xem là game đấu sẽ diễn ra như thế nào anh em nhé. Let's go. Ui, Venbu cấp độ 1 của Teddy bắn rất chiến rồi. Hunzi bên phía bên kia là một con Grave không có khả năng tay đôi quá mạnh ở những khoảng thời gian ban đầu khi mà bị Ven xải tay dài hơn nó thả diều. Và Teddy để lại một con mắt tại bộ quả trọng 3 và sau đó thì về nhà hồi phục năng lượng cũng như là máu thời điểm còn khá sớm. Xiaopeng sẽ đánh Rek'Sai tướng tủ của Xiaopeng và đây là con bài mà thực ra Xiaopeng đã đánh ở tại Demacia Cup rồi. Faker thì sẽ đánh giáo án Lee Sin mặc định. Một con Lee Sin nhìn khá phèn. Với chinh phục. Ok, Ngọc Lee Sin thì nó rất là căn bản rồi. Nai đường giữa thì đang là một con Vex. Vex thì thực ra những người chơi bây giờ chỉ khác nhau ở cái Ngọc thứ 3 và thứ 4. Thường là thứ 3 thôi. Có người sẽ lấy nhãn cầu, có người sẽ lấy mắt thầy ma. Còn Nai thằng lấy mắt pro. Và đó là tiếng W đánh tay. Lập lăng không W anh em, lập lăng đang Q. Bởi vì nếu mà lập lăng đang W thì lại tự bóp mình một chút. Nếu mà W thì sẽ bị con Vex nó gắn nội tại lên đầu. Và đường trên để xem Teddy xử lý cả đấu này như thế nào đây. Faker đang ăn từ dưới lên. Nấp sau lính và bắn trả rất đau đến từ Teddy, thậm chí nó bước vào. Ui, fake check quả này hơi mạo hiểm nha. Fake check với một con Ray là hơi mạo hiểm anh em ạ. Con Ray nó bắn tầm gần hơi bị thốn luôn à. Teddy gặp nguy hiểm rồi. Teddy đánh tay, Quy đánh tay và đó là chiến công đầu cho Teddy với tình huống xử lý cực kỳ hay bằng nhiệt độ chết người. Tốc độ đánh đến từ nhiệt độ chết người cho phép Teddy có một tình huống solo 1v1 cực kỳ tốt. Còn Faker thì sao? Faker quyết định ra gank một con lập lăng nâng Quy ở cấp độ 1. Teddy có chiến công đầu và Faker ngay lập tức đáp trả người em của mình bằng một tiếng hộ thể đánh tay. Sóng âm trúng vào cái bóng à, nhầm cái con người thật chứ không phải là cái bóng anh em ạ. Sóng âm trúng vào người thật ạ, lập lăng còn spare nhưng mà đi rồi. À, đường dưới này đang có dấu hiệu Tạc Giang đẩy đường rất tốt nhưng mà farm thì phải hơi lủng, đúng là rừng nó khác. Quê lính đầu tiên đẩy nhanh thật sự nhưng mà farm 4/6 ạ. Còn trong khi đó thì Jimmy phía kia mặc dù bị đẩy nhưng mà nó là 6/6 nhá. Đường trên thì kèo này Teddy chưa về nhà mua đồ anh em ơi, chưa dịch chuyển. Vẫn đang có một lượng máu rất thấp, đổi hết 3 bình rồi. Gray lên 2 rồi này. Trong khi đó Vex của Nai quyết định bấm B về. Tạc Giang cùng với đó là cả Jin của Lô đều đã mất đi hai cái thanh tẩy rồi ạ. Dịch chuyển trở lại đường giữa đến từ Vex. Bây giờ dịch chuyển đa phần người ta sẽ dùng rất sớm ở khu vực đường giữa thôi anh em, hoặc đường trên cũng tương tự là như vậy. Không dịch chuyển để có thể tấn công được. Dịch chuyển để chống băng trụ thì nó cũng dùng trong một vài trường hợp thôi. Faker dịch chuyển fake check bị hất tung đến từ Xiaopeng. À không, đây là Nai. Nai đi rồi. Tôi cứ nhầm, dạo gần đây Faker đánh Vex nhiều quá. Nhìn con Vex đường giữa tôi cứ tưởng đó là Hardenburg nhưng không phải, Hardenburg đang đi rừng các bạn ơi. Và đường dưới Tạc Giang gãy rồi. Xạ thủ auto phi và cái kết. Một tình huống tốc biến né nét vẽ. Zyra trả lại một lượng sát thương rất lớn với những cái cây nó phà liên tục vào lính thôi. Chưa phải là phà vào người nữa. Một tiếng lựu đạn nhảy múa trúng cả hai thành viên đối phương. Bùm. Và tốc biến căn tầm rất hay đến từ Jin của Lua và nét vẽ chuẩn xác. Chạy rồi. Flash chạy né rồi xích đến từ Zyra. Xiaopeng thì vừa rồi gank khu đường giữa thì lấy được mạng của Nai nhưng mà không mất tốc biến á. Thôi xong, Teddy gãy rồi. Ồ, kết án đấy từ Teddy lại dùng lên người của Xiaopeng. Và sau đó tốc biến đi. Một pha xử lý không mắc ping đến từ vị trí của Teddy. Kết án vừa rồi nó làm mất đi cái nội tại mũi tên bạc trên người của con Grave này. Nó có thể là tình huống tốc biến để thoát khỏi cú hất tung, sau đó thì đánh tay liên tục và Gray có thể ít nhất là sẽ đổi được mạng hoặc là ít nhất là lấy tốc biến của Gray chẳng hạn. Teddy hơi tham. Tính kết án Xiaopeng ra để có thể solo với Gray 1-1 nhưng mà rất đen là mất máu nhiều quá. Faker lên giữ một quê lính đẹp ở đây, sau đó thì bấm B về ở vòng rừng đầu tiên, mua quốc chim cậu ấy mắt kiểm soát đi ra. Một mạng cũng cho phép Faker có được một con mắt kiểm soát thêm thôi. Cũng như vòng rừng đầu thì thực ra Faker ăn bỏ mứa khá nhiều. Cua trên thì không ăn được, chạy thẳng xuống cua dưới. Với cả 5 bãi anh em ạ. 3-2, tranh tiền thì cũng chỉ vài trăm mà thôi.
chưa có một đường nào được coi là thắng một cách triệt để. Mới chỉ có chênh lệch tầm một mạng hai gục tại một khu vực đường. Rừng thì cả hai rừng đều có mạng cả. Nhưng mà Faker có mỗi cúc chim rồi nha. Sapeng đã có dao hung tàn nha, sóng âm. Trừng phạt con cua và sóng âm vào người của Sapeng. Sapeng không có trừng phạt trong pha vừa rồi. Cú chói tốt đến từ Zyra, nét vẽ bồi vào phát thứ tư. Sapeng lộ vị trí ra Faker đang ở khá gần và có lẽ Sapeng cũng biết điều đấy. Graylord đến bắn tầm gần cũng khá đau. Teddy đang cố gắng bắn liên tục với nhịp độ chết người. Mũi tên bạt được kích hoạt lần thứ hai. Và đây sẽ là một tình huống Gray phải đi về để hồi phục. Tôi nghĩ là như vậy, đứng dưới trụ tôi đồ rằng có thể sẽ bị đai trụ chết. Xử lý với tốc biến như thế nào đây khi mà Vayne hần gần như không có kỹ năng nào là kỹ năng định hướng cả. Chỉ có làm sao mà tốc biến vào cái góc nó không bị dính kết án thôi, chứ còn đánh tay E không tốc biến được. Một đổi một. Lời một cái lính chặt chặt, Faker xuống khu vực đứng dưới hộ thể nhưng vẫn có mạng dành cho vị trí của Sapeng. Và đó là một lời đáp trả đến từ Faker khi mà hạ gục thành công được người chơi dừng bên phía bên kia. Một đổi một, khu vực đứng dưới tiếp tục diễn ra. Vừa lính đường trên thì vừa đẹp mà nó lại còn vừa mất lính của Grave nữa. Đường giữa thì Nai đang bị con lập lăng bên phía bên kia gây áp lực liên tục. Faker di chuyển vào kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên. Đối với Lee Sin cầm cúc chim thì solo rồng không phải là vấn đề gì cả. Level 5 rồi nữa. Sapeng đang di chuyển ra để ăn bùa xanh ở vòng rừng tiếp theo. Là bùa xanh thứ hai trong game. Đây là bùa xanh đầu tiên anh em ạ. Faker ăn xong rồng rồi bấm B về thôi, không vấn đề gì đâu. Bên kia không có định ra luôn ạ. Hoặc là có thể là ra không kịp. Kéo mid này thì Nai vừa lên cấp độ 6 xong. Một tiếng phía tốt đến từ Nai. Và bây giờ thì Lập Lăng cần phải né được cái chiêu cuối đến từ Vex. Không né được. Quay người trở lại trả sát thương luôn. Một tiếng QR đến từ Vex của Nai nhưng cú E thì lại trượt. Sát thương không đủ. Chỉ là lời một phép bổ trợ cho tiếng vừa rồi mà thôi. Tiếp tục đẩy Q đến từ Nai trượt. Bấm bình lên để outplay đối phương nhưng hiện tại thì đã có sự xuất hiện đến từ Sapeng nên Nai không dám lên cao. Đường trên thì sao Teddy trở lại. Đang chịu một đợt lính đẩy vào trụ nên là chưa hổ báo được. Đã có những dấu ping đến từ Sapeng và hai bãi quái rừng cánh trên của Faker. Đúng là nơi mà Faker đang đứng ăn quái rừng luôn. Zyra di chuyển lên khu vực cánh trên. Gray ăn được cho mình đó là hai cái mầm thì bị mất máu quá nhiều. Đang quáng rút lui Faker ở phía sau, Teddy ở phía sau, Rek'Sai đang có mặt ở đây. Leona cũng đang có mặt tại khu cánh trên rồi. Thiết địch kiếm trúng, Rek'Sai bắt đầu tiếp cận. Hất tung thành công và Zyra mất máu quá nhiều, Faker băng thẳng vào chỉ level 5 mà thôi. Teddy đang bắn vào người của Sapeng. Sapeng không có tốc biến, phát tốc biến dứt điểm với Faker. Nộ lông cước vừa có khi lên được cấp độ 6 hộ thể đánh tay, đó là mạng dành cho Teddy. Nai vẫn đang sống với một chấm máu và đó là tình huống 3v3 với 3 mạng, 4 mạng. 4v4 và đó là 4 đổi 1 anh em ạ. Thế nào, Faker vừa có mạng xong một cái lên 6 liền luôn ạ. Vừa khớp. 9 năm rồi. Cả Teddy và Faker đều là những người được hưởng lợi trực tiếp sau tình huống nằm xuống đến từ Zyra. Một bên backfire back trúng, một bên thì ổ gì bắn trúng cuối trượt hết rồi. Ê, Tạc Giang coi chừng nha, không có flash nha, không có flash nha. Thực ra thì flash của Tạc Giang với cả Zyra hồi gần như là ngang nhau. Hình như Zyra hồi trước hay sao, nét vẽ trúng rồi thanh tẩy bắn lưới 90, bắn quy và đánh tay, đó là mạng dành cho Tạc Giang. Một pha xử lý tốt đến từ Kathleen. Chênh lệch về tiền hiện tại đang là khoảng chừng 1.500 tiền. Và Faker và Teddy đang cực kỳ xanh rồi. Đang di chuyển ra khu đứng giữa nhưng hiện tại chưa cuối chưa hồi. Đi qua tầm nhìn mất rồi. Lập lăng băng lên xích chúng. Sapeng bắt đầu di chuyển ra Faker hộ thể. Sapeng hất tung đối phương lên. Sapeng có một sự tự tin lớn bởi vì biết rằng Faker không có chiêu cuối. Tình huống thể địch kiếm trượt đến từ Leona. Teddy trở lại khu vực đường trên với những mảnh đến từ gươm suy vong chứ không phải là một bên nỏ tử thủ. Bắt đầu vòng ra phía sau vị trí của Gray rồi. Gray chạy một đường khác, Faker đang bọc ra. Faker bỏ ngang con bùa xanh rồi Gray đang quáng tự sát. Tốc biến đánh tay. Gray thậm chí có tung chiêu cuối ăn xe nhưng ăn không nổi nữa. Rất đen. Hai anh em đang cực kỳ xanh rồi. Leona đang kéo theo Sapeng di chuyển ra. Teddy là có biết điều này hay không đây? Teddy đang bấm B về trong một bụi cỏ mà Leona có thể tốc biến thì đỉnh kiếm nếu như... Trượt rồi. Không có đếm gì nữa cả. Trượt rồi.
Rồi sao săn sứ giả đây? Faker sóng âm trúng. 2000 máu đến từ sứ giả. Vex đang cầm sẵn cái nội tại nhìn rất sợ đấy ạ. Vex băng thẳng vào phía và đó là một lượng sát thương lớn dồn vào. Sứ giả có nhưng chưa ai nhặt mắt cả. Đó là một tình huống Faker tính hộ thể lên ăn mạng nhưng không được. Đồng đội đã ăn mất rồi, nhặt mắt sứ giả thôi. Nai tu chưa cuối lần 2, rất tiếc là nó lại không có địa chỉ. Trong khi đó thì lại bỏ qua đường dưới à. Teddy vừa được chuyển đến top xong hơi đen. Thôi Jin về bot đi. Chắc chắn sẽ có được hai lớp giáp trụ cho tình huống này. Nai cũng đang chạy một đường vòng rất xa để tìm kiếm Gray bên phía bên kia. Coi như mất hết lính, mất hết trụ rồi. AFK luôn rồi. Trụ một tà bản đồ luôn anh em ạ. Trời vừa khít luôn. Trụ 2 luôn không? Thực ra trụ 2 sẽ hơi mạo hiểm bởi vì ăn trụ 2 thì Ven nó mất đất farm. Trong khi đó đường dưới thì sao? Leona đâm vào hơi sâu, Leona đâm vào quả này thế. Quá mạo hiểm. Vẫn đi ra được những chỗ không người ảo thật đấy, còn đồng hồ này. Sân khấu không đủ đam rồi. Sứ giả dìu được một cú hook vào trụ 2. Ui, Teddy nhào lộn lên tính kích mũi tên bạc nhưng không được. Cái gì đấy ạ? What the hell? Ảo đam vậy, Rek'Sai tiếp cận bằng móng vuốt hắc ám. Móng vuốt ám muội thì đúng hơn. Cái móng vuốt ám muội hất tung, sau đó bớt đam, Rek'Sai sát lực và bớt đam yếu vậy. Faker sóng âm vội cước vào. Chết luôn anh em à. Chết luôn ạ. Dễ chưa? Rek'Sai đứng sát tường quá, tao không nhìn ra cú nội đấu cước đến từ Faker luôn. Đứng dưới đi sao đấy ạ? Zyra đứng lại, đổi mạng với Tặc Giang, đổi mạng với Tặc Giang. Không được rồi. Lượng hút máu đến từ huyền thoại hút máu cho phép Tặc Giang sống sót cho tình huống vừa rồi. Jin thì đã gãy trước đó mất rồi. Tranh tức 3.000 tiền sau khi có được hai trụ đường trên và thêm một loạt mạng hạ gục nữa. Faker đang ôm tiền chưa về nhà mua trang bị, cướp thêm bãi người đá. Và sau đó thì về giải phóng 2.600 tiền. Gian cua đã. Rồng đi sao? Faker chạy thẳng xuống rồng kịp ông ta. Kịp, tôi nghĩ rằng một mình Sapeng ăn rồng không nổi. Sapeng đã bị tấn công. Rất may đó là tiểu Teddy chưa đến để kết án. Nếu chỉ kết án kịp thì Rek'Sai thậm chí sẽ bị giữ chân lại và không đào hầm được. Có thể thậm chí mất phép bổ trợ hoặc là mất mạng cho tiểu vừa rồi. Bro đứng dưới di chuyển ra khu đứng giữa, chói rất tốt đến từ Zyra, lập lăng giật ngược trở lại mất máu tương đối nhiều. Đã có rồng thuộc về Teddy, Teddy bắn liên tục vào vị trí của Leona, gãy. Chống chịu cỡ nào mà gặp Vayne tầm này bắn sát thương chuẩn chịu không nổi. Vayne này lại gặp Vayne mắc đúp nữa. 4 đúp 3 Q anh em à. Nai tông chiêu cuối được không đây? Nai tung chiêu cuối vào lính rồi, mất cả xe rồi, đứng giữa đó là một tiếng chiêu cuối đến từ Rek'Sai. Tặc Giang là người ăn được mạng với một cú bắn lưới 90, à nhầm bắn xuyên táo. Giáp bằng tốc biến chạy, Faker cắm mắt xuống. Nhưng không còn hộ thể nữa. Lướt phong linh lên bắn đến từ vị trí của Tặc Giang. Đang bị Faker đơm trả, nộ long cước không còn. Một tình huống dính Thái Dương Ả San và Faker hộ thể tìm góc sóng âm. Nhưng không được, đánh tay hồi nội đang tốc biến sóng âm trượt rồi. Đang bị Leona đứng kế bên và CC liên tục đứng trên, mặc dù chung cuối trượt nhưng này vẫn có solo kill rất khó hiểu. Faker hộ thể chạy được. Lập lăng đang di chuyển ra, bách phát bách trúng không đủ đam rồi. Như thế nào đấy ạ? Gray lướt thẳng lên, bớt sát thương nhưng gặp ngay cái W là còn đặt bắn vào lính nữa. Ây à. Leona vẫn đang dí, không biết dí cái gì nữa. Sao mà dí nổi Lee Sin ở đây? Teddy ra bắn cho vài đòn lại gãy đây giờ. Vẫn chưa chết một mạng nào, vừa mất flash, mất R thôi. Trong khi đó bên phía bên này thì Zyra chói tốt, tung chiều cuối luôn, Leona khá cứng. Leona chống chịu rác thật sự. Đây không phải là giày thép ga đấy nhá, đây là giày thủy ngân đấy anh em nhé. Thanh Châu đừng hỏi ạ. Trong khi đó thì ở khu vực dưới Teddy vừa nhào lộn lên với chiêu cuối để bắn lập lăng. Hổ báo vậy bro.
đang để lại bình thường nhưng mà Chu Quế bắn LeBlanc mất nửa ống máu rồi. LeBlanc dám đớp lên hay không? Vayne nó bắn trụ free rồi. Kết án luôn, outplay cái biến ảnh luôn. Rất may có cái nội tại nên là LeBlanc tạm thời sống sót hết nội tại. QRE sát thương không đủ. Trụ bắn và Teddy tốc biến chạy về hướng Rek'Sai thì đã bị Rek'Sai đâm chết rồi, một đổi một. Không có tầm nhìn nên là bị mất một phép hỗ trợ hơi oan. Trong khi đó Tặc Giang né rất tốt kỹ năng đến từ Nine Net, vẽ trúng và sân khấu mở lên bắt đầu bắn. Viên đầu tiên đã có mạng dành cho Jin rồi. Tặc Giang một mình ở khu đứng giữa bị bắt bớ lại. Không sống qua nổi mùa xuân năm nay, đứng trên thì sao, Faker vô hình cước vào. Đó là solo kill. Thực ra lệch đồ này chắc là không cần phải replay đâu anh em ơi. 1-7 đánh với 7-0 rồi. Không có một cái kết nào nó khác được cả. Trụ đứng giữa cũng sẽ có dành cho luôn. Càng ngày càng tranh tiền rồi, bây giờ cái cánh để lẻ đang gặp rất nhiều vấn đề. Vách cầm dịch chuyển, Vayne cầm dịch chuyển đi đẩy lẻ. Faker ăn cua trên. Xong cua trên sẽ lên 11 đấy nha. Quyết định về mua vũ điệu chăng? Ok. 15 phút 2 đồ lớn này là ok lắm rồi. Teddy cũng đang đến rất gần với cái nỏ tử thủ ở món trang bị thứ hai. Tầm này đẩy lẻ Gray chắc là không có cửa. Bên kia là tình huống ám muội vào đến từ vị trí của Xiaopeng. Và đó là một tình huống, một cái nội tại đến từ Vex không đủ. Khi mà Xiaopeng còn đó một cái áo choàng bóng đêm ở đây. Nai đã bị đâm chết rồi, phát tốc biến xuống chói rất quyết đoán đến từ Zyra. Hậu thể vào đến từ Faker, dồn sát thương đánh tay hấp huyết lên. Hậu thể vào tiếp tục tìm kiếm một tiếng sóng âm trúng, nhường mạng lại cho xạ thủ nhưng ăn không nổi. Thế thì Faker tự ăn thôi. Di chuyển ra nhìn có sứ giả, 3.000 máu hơn. Xiaopeng phải đào hầm chạy rồi. Quy xuống lấy tầm nhìn. Chui ngược trở lại cái hầm để tranh chấp trừng phạt với Faker. Faker trừng phạt. Còn Nỗ Long có thể solo 1-1 thoải mái. Hộ thể đánh tay sóng âm trúng. E, sau đó thì hộ thể chạy. Cú dịch chuyển được dùng ngay lập tức đến từ vị trí của Vex trong tay Nai xuống khu vực phía trên hang Baron để thực hiện một pha cùng với Faker bắt bớ và bộ đôi bên phía bên kia. Đối phương đã rút lui kịp rồi. Faker chui vào thông đạo cũng không kịp. Nai vẫn là đi kiếm ạ. Hai mươi mốt 13 chênh lệch 5.000 tiền sau 16 phút hơn. Càng ngày tiền nó đang càng ngày càng chênh nhiều anh em ơi. LeBlanc biến ảnh xích trượt giữ được bùa xanh. Đang bị Teddy bắn rất đau nhưng Teddy gãy rồi. Xiaopeng với hai đồ sát lực thời điểm này mổ cực kỳ đau. Và Teddy bây giờ mới có nỏ. Dòng nguyên tố thứ ba của ván đấu đang sẵn sàng. Mất Teddy liệu rằng team Faker có ý định ra hay không? Đến nay cũng đã không còn dịch chuyển nữa rồi, bỏ rồi. Thiếu người ở khu vực canh dưới và quyết định bỏ con dòng nguyên tố tiếp theo cho đối phương. Tìm trên Ray để lại không lại Nai. Cố gắng đứng ở phía sau trụ 2 đã mất để farm lính an toàn thôi. Faker về đóng thêm một cái búa gỗ nữa. Như vậy món 3 sẽ là bóng vớt Starrack rồi. Vayne của Teddy được đẩy lên khu đứng trên để solo cùng với Gray và đánh thông đạo tìm kiếm Gray thôi đi rồi. Lại nhà án trường nữa rồi. Đến trường thì mà nhiều thế. Ơ bắn nhầm vào, ơ bắn nhầm vào lính 2 hit rồi. Teddy mid click và lính 2 hit vẫn solo thắng rồi. Trong khi đó thì Zyra dính thiên đỉnh kiếm bị hất tung. Tung chiêu cuối trước khi lên bảng. Faker đang quẩy, dính xích liên tục đến từ vị trí của LeBlanc. Sân khấu bắn phát thứ tư trượt. Faker hộp hiện, sau đó thì click nhầm vào cái thông đạo. Sau đó thì tôi múa tất khét thì cuối cùng thì bị cái vũ điệu đốt chết trong tiếng vừa rồi. Múa ác thật sự. Bên kia dùng thông đạo di chuyển tìm kiếm ai đó bên phía bên này nhưng không được. Dạo này TikTok hình như chạy KPI hay sao? Teddy thì quá khỏe rồi, giờ để lẻ một mình thắng Ray lại còn đi di chuyển cướp rừng nữa. Cướp hết rồi.
đánh nhau không? Lập Lang trách bự cũng tỉnh đấy. Trong khi đó thì bên này đó là một tiếng Kettle của Tạc Giang tốc biến lên solo kill sát thủ đối phương. Người đang gặp nạn là Zyra đi trước mặt một Rexha như chỗ không cười vậy. Đây đi rồi. Vex của nàng đang bị tấn công, bị dính CC liên tục của Leona, bị hất tung lên bởi Rexha. Lập Lang biến ảnh lên ăn mạng bằng Q. Faker đi ra thì thấy đồng đội chết hết ba người ở đây rồi, còn mỗi hai anh em biết xử lý như thế nào. Ăn trước cho mình đó là con búa xanh. Teddy đang bấm B về để mua đồ rồi. Có thể sẽ là những cái mảnh của cuồng đao. Chạy thẳng xuống dưới đầy lẻ rồi. Leona và Gray đang check cho mình từng cái bụi cỏ một. Trong khi đó Teddy tìm kiếm Lập Lang nhưng Lập Lang đã cố gắng rút lui. Lập Lang cũng đã đủ tiền để lên cho mình món trang bị thứ hai, sẽ là một cái ngọn lửa ác hóa. Sứ giả được triệu hồi tại khu đứng giữa. Ôn mid được hay không đây? Teddy có dịch chuyển nha. Vest của Nai cũng sắp có dịch chuyển trở lại rồi. Đang 1-3-1 trước đã. Cho lính hai cánh cao lên một chút rồi cần thì dịch chuyển ra mid để đánh nhau nếu bên kia có định tập trung người. Chiêu cú Vex chưa hồi nha. Chỉ là dìu sứ giả hút một cú vào trụ hai thôi. Chói rất tốt đến từ Zyra. Sóng âm vội cước vào đến từ Faker. Mạng có cho Faker rồi. Đi qua một con mắt cắm tại bụi cỏ nhỏ. Và đã lâm nạn. Cú dịch chuyển đến từ Vex của Nai nhưng mà chiêu cuối chưa có nha. Dịch chuyển xuống thì tung băng trượng ra. Đạp cháp và bị bán rất đau, đó là vị trí của Zyra. Teddy đang tiếp tục đẩy khu cánh dưới. Bây giờ sẽ là tiếng ép Baron hay sẽ là đánh nhau đây. Đánh nhau rồi. Cú sóng âm của Faker trúng vào cái áo choàng bóng đêm đến từ Xiaopeng. Teddy đang free ở khu đứng dưới. Gray đang xuống nhưng không phải là đối trọng của Teddy lúc này. Trụ hai đứng giữa cũng gãy. Tiền trên này thực ra đã bị kéo xuống một con số rất ngắn rồi. Tung chiêu cuối trượt đến từ vị trí của Nai. Tặc răng né rất tốt nhưng đó là phạt tốc biến qua Fear đến từ chỗ này của ta. Và sau đó là cú băng trượng. Faker cũng đã bồi đam rất tốt. Teddy đang 1-2. Teddy bắn. Teddy mất máu nhiều. Teddy còn đỏ từ thủ. Teddy không hạ gục được vị trí của Xiaopeng trong tình huống này. Để Nai với Faker xuống vét vậy. Đó là cú sóng âm trượt đến từ Faker. Phát thứ tư đến từ sân khấu tử thần cũng chưa có được mà hạ gục nào cả. Và đó là thiếu Xiaopeng đang quáng đào hầm để rút lui, đang quáng chặn lính. Phát sóng âm hack não đến từ Faker. Nét vẽ ép một tình huống W đến từ Lập Lang. Cánh còn lại thì mất máu rất nhiều, đó là Gray. Nhưng sát thương là chưa đủ đến từ đòn đánh thứ tư của Jin. Và như vậy bên kia chỉ mất Tặc Giang mà thôi. 1-1 trên toàn bản đồ. Rất nhiều người yếu máu nhưng cover nhau về hết ạ. Ảo thật. Tiền tranh các bạn thấy là tầm hơn 2.000 thôi, hồi nãy là tầm 5.000. Rek'Sai đã có cho mình đó là kiếm ác xà rồi. Kathleen của Tặc Giang cũng đang rất xanh với ba món trang bị lớn có vô cực. Teddy có cuồng đao và Faker có luôn bóng Mustarak. Đây là dòng nguyên tố thứ tư của ván đấu. Bên kia đang có định di chuyển lên khu vực hang Baron. Teddy còn dịch chuyển, đang cố gắng đẩy lẻ khu vực cánh trên. Lập Lang đang kéo theo Xiaopeng để có thể gỡ mạng. Trong khi đó thì Faker đang di chuyển ra để kiểm soát cho mình con rồng nguyên tố tiếp theo. Nét vẽ chúng nhưng đây là Leona khá trâu ạ. Faker muốn đánh rồi. Rồng còn nhưng phải đánh trước đã, rồng sau. Tốc biến lên tung cú chói chuẩn xác đến ra sóng âm vội cước vào Xiaopeng bốc hơi quá nhanh. Đây là một con Rek'Sai không có chống chịu. Double kill dành cho Jin, sóng âm trúng. Faker vội cước vào mạng cho Teddy. Teddy tiếp tục bắn, kích thành công mũi tên bạc. Và đó là mạng dành cho Faker với tiếng cắm mắt hộ thể đánh tay E và quạt chiếu huyết nữa. Vẫn còn đó một tiếng cắm mắt hộ thể, nỗ lực tốc biến đến từ Faker. Nhà chiêu cuối từ Nai cộng với nét vẽ trượt. Lập Lang với sự cơ động của biến ảnh thì đã rút lui kịp. Nhưng đó là một tiếng mất mega rồi, thậm chí đang có dấu hiệu muốn kết thúc ván đấu vì thời gian đếm số vẫn đang là 10 mấy giây. Sân khấu mở lên bắn để hú họa. Lập Lang không đứng trong tầm và đó là phạt tốc biến đến từ Lập Lang để dấu sát thương như xích trượt. Bị trả sát thương lại, nét vẽ vẫn trúng, nét vẽ nó trúng cả cái bóng lẫn cái vị trí đứng hiện tại của Lập Lang. Giật về thì cũng gãy mà thôi, phạt tốc biến nộ lông cước đến từ Faker rất chắc cô và phá nhà cho anh rồi. Hầu không 22 like, không TikTok gì nữa cả. Đánh nhà để win. Ok, check down cuối game tí nhá. Ok, lượng sát thương cuối game mình tổng hợp được thì Teddy là người lead dam với tầm 17.000 dam. Thực ra game này đánh nhau và lượng sát thương gây ra nó không phải là quá đột biến theo thời gian. Sau 23 phút thì người lead dam cũng chỉ tầm 17.000, 18.000 mà thôi. Nhưng là một game đấu mà cho thấy được cái độ chắc cốp đấy từ Faker khi mà bây giờ đặt chiến thắng lên tất cả. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video clip và hẹn gặp lại các bạn trong các game đấu ranh hàng khác nha. Bye bye.